Theo hãng tin Russia Today, hai tiểu đoàn xe tăng của Đức sẽ cùng nhóm chiến đấu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, thành lập một lữ đoàn mới. Tiểu đoàn xe tăng 203 và tiểu đoàn bộ binh cơ giới 122 sẽ được triển khai đến Lithuania. Đây là một quốc gia thuộc NATO, có chung biên giới với Nga và Belarus. Lữ đoàn mới có tên Lữ đoàn Tăng 42, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025 với quân số khoảng 4.800 người. Các binh sĩ bổ sung sẽ gia nhập vào lực lượng luân phiên của NATO do Đức chỉ huy ngay khi tất cả cơ sở hạ tầng cần thiết được hoàn thiện. Hiện có khoảng 1.700 quân nhân từ 6 quốc gia thuộc NATO đóng quân tại Lithuania, một nửa trong số đó thuộc quân đội Đức. Bộ trưởng Quốc phòng Đức mô tả việc nước này triển khai quân đến Lithuania là dự án ngọn hải đăng trong bước chuyển dịch của thời đại mới. Trả lời truyền thông Đức vào tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh Nga là mối đe dọa và tình thế này sẽ tiếp tục trong ít nhất vài năm nữa. Trong khi đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo NATO về việc triển khai các lực lượng đến sát biên giới Nga, nói rằng nước này sẽ có đáp trả tương ứng cho động thái tăng cường quân sự ở Đông Âu.